4 3 2 1 tiếp nha. Chúng ta làm 30 cái rồi. Chào mọi người, hôm nay đã là ngày thứ 6 trong chuỗi series tập luyện 7 phút rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ tập cơ phần lưng, cụ thể là phần lưng trên nha. Chúng ta cùng bắt đầu ngay vào bài tập của ngày hôm nay nhé. Let's go! Động tác đầu tiên chúng ta sẽ dang hai tay ra. Đó, sau đó hãy lấy lực tưởng tượng như có hai cái sợi dây đấy nhá. Đó, chúng ta lại kéo vào. Đấy, kéo hai cái phần khuỷu tay vào sát lưng nha. Rồi, tiếp này. Có lực vào nhá, kéo sát vào. Để cho hai cái phần lưng này của ta này. Phần dài à? Rồi 3 4 5 lên này, 6 lúc xuống nhá, nhớ là có lực nhá. 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 2 này, 3 cái cuối này, 3 một rồi. Ở đó chúng ta thả lỏng 3 giây nè. Đó là mỏi mỏi cả phần vai này nữa, mỏi cả phần lưng nữa rồi. 3 giây này, đó. Rồi, động tác tiếp theo chúng ta sẽ để tay ở đây này. Đó, mở mở hai phần khuỷu tay ra nhá. Nắm tay với nhau này. Kéo sang bên này. Sang bên này. Đó, đổi bên này. Giữ nguyên cả thân thể nhá, chỉ kéo cái phần di chuyển tay thôi. Rồi. Tiếp này. Bắt đầu mỏi hết phần vai này. Chúng ta làm chậm thôi. Làm chậm thôi và cảm giác được cái phần cơ vai của mình ở đằng sau. Rồi. Có điểm dừng hợp lý đấy. Đó. Dừng này. Dừng này. Dừng này. Đó. Chúng ta cảm giác như là lấy tay bên, khi mà sang bên phải chúng ta lấy tay từ lực bên phải nha. Cảm giác chúng ta kéo một vật rất nặng từ xa. Đó. Còn bên trái chúng ta cảm giác kéo một vật nặng từ bên trái sang nha. Rồi, tiếp này. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 rồi. Rồi, chúng ta thả lỏng này, 5 giây nha. Đó, tiếp theo này, chúng ta cố gắng này, tay đây này, đó, kéo căng ra, đó, không cần phải bẻ ngửa hẳn này ra đâu, mà cầm tay này, kéo căng cái phần vai của mình ra, ra sau, đó, bắt đầu lên này, đó, 10, 9, 8, đập xuống, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiếp nha. Chúng ta làm 30 cái rồi. Cố lên. 5 4 3 2 1 rồi. Đó, giờ bắt đầu thả lỏng ra này. Đó. Đó, tiếp theo này. Chúng ta sẽ thử tượng như có hai cái sợi dây trước mặt. Đó, chúng ta kéo ngửa lưng ra, ưỡn ngực ra nhá. Đó, đây mình sẽ ngồi, bắt đầu mình sẽ ngồi riêng cho mọi người nhìn thấy luôn nha. Để tay thẳng này, kéo ra sau. Đó. Ừ. Tưởng tượng như có một cái sợi dây nào đó để chúng ta kéo thật là mạnh vào.
dùng lực của tay kéo này. Rồi 15 cái ra nữa nha. 2 3 4 5. Chúng ta không làm ở lại thế nhá, mà hãy tưởng tượng một sợi dây đây này, chúng ta dùng lực kéo về. Đấy, khi mà về cái điểm này chúng ta sẽ giữ lại khoảng 2 giây, gồng lưng vào, ngửa ngực ra. Đó. Đấy, ngửa cái phần ngực của mình ra nha. Đấy, ngửa phần tay ra. 5 4 3 2 1. Rồi. Ở động tác tiếp theo thì chúng ta sẽ làm thế nha. Để tay ở đây này. Mọi người có biết động tác bơi đúng không? Dạ, để tay ở đây nha. Đó, rồi. Ngửa ra này. Đó. Rồi này, đây làm gì đây? Bơi ra. Đó. Ngửa ra này. Rồi, giữ 1, 2. Xuống này. Lên này, giữ 1, 2. Đó. Khi mà nằm úp xuống chúng ta để tay xem này. Lên thì chúng ta giữ này. 1, 2. Ở động tác này mọi người sẽ thấy mỏi. 1, 2. Đó, mỏi hết cả cái phần lưng của mình nữa. Rồi, cố lên nào. 1, 2. Rồi. 1, 2. 3 cái nữa nha. 3, 2, 1. Rồi. Tay này chúng ta để tay này ngửa lên nha. Đó. Kéo căng lên này. Xuống này. Đó. Bắt đầu để tay lên. Đó. Được chưa? Mọi người hình dung được động tác chưa? Đầu tiên này chúng ta cúi xuống để tay ra đây. Kéo này. Rồi. Tiếp rồi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Đó, có vẻ người hơi mệt làm chậm nhá. 1 3 cuối. 2 1. Rồi. Xong. Mọi người nhớ là ngày mai hãy đặt video của ngày thứ 7 lên và tập cùng mình nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye.